Luật đối ngoại được Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày 28 tháng 6 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, xác định các nguyên tắc và lập trường của Bắc Kinh trong ngoại giao quốc tế. Luật này thể hiện rõ ràng sự phản đối của chúng tôi đối với tình trạng bá quyền, chính trị cường quyền và bắt nạt, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, Vương Nghị hôm nay cho biết. Ông thêm rằng luật mới sẽ cung cấp cho Trung Quốc cơ sở pháp lý để thực hiện quyền hợp pháp, chống lại các biện pháp trừng phạt và can thiệp từ nước ngoài. Đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, chúng tôi phải duy trì năng lực chiến lược và khéo léo sử dụng vũ khí pháp quyền để tăng cường và cải thiện công cụ pháp lý trong đấu tranh với các cường quốc khác, ông Vương cho hay. Moritz Rudolph, nhà nghiên cứu tại trường luật Yale ở Mỹ, nói rằng chống lại lệnh trừng phạt nước ngoài chỉ là một khía cạnh của đạo luật, vốn cho phép Bắc Kinh có nhiều cách diễn giải về việc áp dụng các hiệp ước quốc tế ở trong nước. Luật này có thể được sử dụng để bảo vệ lập trường chính trị khi Trung Quốc không thực hiện một điều ước quốc tế, nhân danh chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc lợi ích của họ, ông nói. Chuyên gia này thêm rằng luật mới cũng có thể tạo tiền đề để Bắc Kinh sau này áp dụng luật trong nước với các vấn đề ngoài biên giới Trung Quốc. Luật đối ngoại được Trung Quốc ban hành trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ không ngừng leo thang những năm qua, khi cả Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đều xem Bắc Kinh là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với vị thế toàn cầu của Washington. Mỹ đã áp phạt đối với nhiều công ty và cá nhân Trung Quốc với các cáo buộc liên quan đến vấn đề Tân Cương, Hong Kong hay Đài Loan. Các lệnh trừng phạt, đặc biệt là hạn chế quyền tiếp cận công nghệ quan trọng cho sản xuất chất bán dẫn, đã ảnh hưởng nặng nề tới một số công ty Trung Quốc, buộc họ phải cắt giảm quy mô sản xuất hoặc đóng băng kế hoạch phát triển. Trung Quốc đã chỉ trích các động thái này, đồng thời đáp trả bằng các lệnh trừng phạt nhắm vào doanh nghiệp và chính trị gia Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết luật mới thể hiện đầy đủ quyết tâm và trách nhiệm của nước này để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.